Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi có cặp kéo của Đức nè. Rồi cặp này bán 330.000 ha, chuyển khoản đủ bao ship anh em ha. Nè, cặp này ha. Đó, 330k. Hai cây cây này đẹp keng luôn. Đó, hai cây ha. Rồi giá là 330.000, chuyển khoản đủ bao ship anh em ha. Rồi, một cây cưa. Đó. Đó, cây 150 ha, một cây mỏ lết 350 ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn ha. Đó, của Mỹ nha.